Chào mừng anh chị và các bạn đến với kênh giá heo hơi 24 giờ hôm nay. Chúng tôi luôn cập nhật những thông tin mới nhất về thị trường giá heo tại Việt Nam. Lời đầu tiên ban biên tập xin gửi đến quý anh chị và các bạn lời chúc sức khỏe, hạnh phúc, thành công và gặp nhiều may mắn. Nếu như đây là lần đầu tiên anh chị và các bạn đến với kênh này thì rất mong anh chị và các bạn bấm vào nút đăng ký bên dưới để ủng hộ kênh và không bỏ lỡ những video mới nhất nhé. Sau đây là nội dung chi tiết Giá heo hơi ngày 11 tháng 7 năm 2023 Giá heo hơi miền Bắc Theo ghi nhận, hiện nay giá heo hơi miền Bắc giao động trong khoảng 62.000 đến 66.000 đồng chuột kg. Tại các tỉnh đồng bằng Bắc Bộ Hà Nội, Hưng Yên, Nam Định, Hà Nam, Hải Dương, Thái Bình, giá heo hơi từ 62.000 đến 65.000 đồng một kg. Nhiều địa phương thuộc các tỉnh Thái Bình, Hải Dương, Hưng Yên có mức giá 66.000 đồng một kg tuy nhiên thường rơi vào những đàn heo đẹp. Giá heo hơi tại các tỉnh Trung Du miền núi phía Bắc như Thái Nguyên, Bắc Giang, Phú Thọ, Tuyên Quang, từ 60.000 đến 65.000 đồng vượt kg, giao dịch phổ biến ở các địa phương trong vùng ở mức 62.000 đến 63.000 đồng trên kg. Các tỉnh miền núi Tây Bắc ghi nhận giá heo hơi từ 63.000 đến 65.000 đồng một kg. Trong đó, Hòa Bình 63.000 đến 65.000 đồng một kg, Sơn La, Lai Châu, Điện biên dao động trong khoảng 63.000 đến 65.000 đồng chuột kg. Các tỉnh Đông Bắc như Lạng Sơn, Lào Cai 63.000 đến 65.000 đồng chuột kg. Quảng Ninh 63.000 đến 65.000 đồng trên kg. Giá heo hơi miền Trung Tây Nguyên. Giá heo tại miền Trung Tây Nguyên, đặc biệt các tỉnh Tây Nguyên, mức giá giao dịch quanh ngưỡng 60.000 đồng chuột kg. Bắc Trung Bộ vẫn là khu vực có mức giá cao nhất vùng do giáp với các tỉnh thành miền Bắc, nơi đang có mức giá cao. Tại Thanh Hóa, Nghệ An, giá heo hơi giữ trong khoảng 60.000 đến 64.000 đồng 1 kg. Hà Tĩnh, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế từ 60.000 đến 63.000 đồng 1 kg. Giá heo hơi tại Nam Trung Bộ từ 56.000 đến 62.000 đồng 1 kg. Trong đó Quảng Nam, Đà Nẵng từ 58.000 đến 63.000 đồng 1 kg. Quảng Ngãi, Phú Yên, Khánh Hòa trong khoảng 57.000 đến 61.000 đồng 1 kg. Bình Định 56.000 đến 61.000 đồng 1 kg. Bình Thuận từ 57.000 đến 62.000 đồng chuột kg. Giá heo hơi tại Tây Nguyên từ 57.000 đến 62.000 đồng chuột kg. Nhiều địa phương trong vùng giá heo vẫn dưới 60.000 đồng chuột kg. Đắk Lắk, Gia Lai, Con Tum, Đắk Đông từ 57.000 đến 61.000 đồng 1 kg. Lâm Đồng từ 57.000 đến 62.000 đồng chuột kg. Giá heo hơi miền Nam. Giá heo miền Nam dao động từ 58.000 đến 62.000 đồng 1 kg. Trong đó, Khu vực Đông Nam Bộ vẫn dao động trong khoảng 58.000 đến 62.000 đồng một kg. Tại Bà Rịa Vũng Tàu giá heo từ 58.000 đến 62.000 đồng một kg. Thành phố Hồ Chí Minh ở mức 59.000 đến 61.000 đồng một kg. Bình Dương, Bình Phước trong khoảng 57.000 đến 60.000 đồng trên kg. Tại các tỉnh Tây Nam Bộ, giá heo hơi dao động từ 57.000 đến 60.000 đồng chuột kg. Trong đó, Tiền Giang Long An khoảng 57.000 đến 60.000 đồng một kg. Vĩnh Long, Trà Vinh, Sóc Trăng, Hậu Giang, Bến Tre, Bạc Liêu, Long An từ 57.000 đến 59.000 đồng một kg. Cần Thơ, Đồng Tháp, An Giang từ 57.000 đến 60.000 đồng một kg. Giá nguyên liệu thức ăn chăn nuôi dự báo giảm vào cuối năm 2023. Thông tin từ Cục Chăn nuôi Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, 6 tháng đầu năm 2023. Việt Nam nhập khẩu 8,2 triệu tấn thức ăn gia súc và nguyên liệu thức ăn chăn nuôi tương đương 3,4 tỷ đô la Mỹ, giảm 3,3% về khối lượng và 7,9% về giá trị so với cùng kỳ năm 2022. Số lượng nguyên liệu nhập khẩu giảm là do giá nguyên liệu thức ăn chăn nuôi nhập khẩu tăng, do đó các doanh nghiệp đã tìm kiếm các nguồn thức ăn trong nước thay thế. Trung Quốc siết chặt nhập khẩu hàng nông sản từ Việt Nam trong đó có cám gạo, sắn, do đó các nguyên liệu này được sử dụng trong nước tăng lên. Về giá nguyên liệu thức ăn chăn nuôi trong 6 tháng đầu năm 2023, giá ngô hạt giảm nhiều nhất 5,7%, giá bã rượu khô giảm 3,8%, giá cám gạo tăng 4,7%. Giá thức ăn chăn nuôi thành phẩm đã giảm từ 1,2 đến 3,2% so với thời điểm đầu năm 2023, tuy nhiên vẫn duy trì ở mức cao so với thời điểm trước dịch COVID-19 và so với cùng kỳ năm 2022. Dự kiến giá nguyên liệu và thức ăn chăn nuôi thành phẩm tiếp tục có xu hướng giảm từ nay tới cuối năm 2023 và đầu năm 2024. Các thương lái cho biết, giá heo hơi tuần qua đang tăng liên tục. Nguyên nhân vì các hộ chăn nuôi không dám tái đàn do thua lỗ khiến nguồn cung bị hụt. Thêm vào đó, dịch bệnh khiến đàn heo bị giảm 30 đến 50% so với trước. Theo hiệp hội chăn nuôi Đồng Nai, nguyên nhân khiến giá heo tăng mạnh trở lại là những tháng đầu năm giá heo xuống thấp, người nuôi lỗ nặng nên giảm đàn hoặc phải thu hẹp quy mô chăn nuôi. Do đó nguồn cung có xu hướng giảm. Ngoài ra, nửa đầu năm đến nay, dịch bệnh hoành hành khiến nhiều hộ chăn nuôi nhỏ lẻ bị ảnh hưởng. Sức mua thịt heo trên thị trường đang dần cải thiện cũng là nguyên nhân giúp giá heo bật tăng nhanh. Nhu cầu mua thịt heo chế biến cho các loại sản phẩm thực phẩm cho mùa lễ hội đang dần cải thiện. Ông Tống Xuân Trinh, Phó cục trưởng Cục Chăn nuôi cho biết, năm 2023 là năm cơ sở để ngành chăn nuôi tiếp tục tăng cường triển khai các nội dung chỉ tiêu trong kế hoạch 5 năm, năm giai đoạn 2021 2025. Trong 6 tháng đầu năm 2023, chăn nuôi gia súc, gia cầm phát triển ổn định, nhưng dịch bệnh còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ bùng phát, nguy cơ các chủng virus cúm và dịch bệnh khác xâm nhiễm từ nước ngoài. Giá thức ăn chăn nuôi vẫn cao, tình trạng nhập lậu sản phẩm chăn nuôi. Trong khi đó, giá các loại sản phẩm chăn nuôi nhất là thịt lợn hơi đã tăng trở lại nhưng vẫn ở mức thấp. Đánh giá về tình hình của ngành trong nửa đầu năm 2023, ông Dương Tất Thắng cục trưởng cục chăn nuôi Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho biết trong một thời gian dài, giá các loại gia súc, gia cầm đều giảm, đến đầu tháng 4 năm nay, bức tranh ngành chăn nuôi đã có biến chuyển tích cực hơn, giá các vật nuôi tăng trở lại mặc dù kinh tế thế giới đang diễn biến phức tạp. Trước tình hình giá heo tăng, ngành nông nghiệp các địa phương khuyến cáo người chăn nuôi tiếp tục theo dõi thị trường, cẩn trọng trong việc tăng đàn lúc này. Theo dự báo, giá heo hơi sẽ tiếp tục tăng trong những ngày tới. Trong khi đó, các thương lái cho biết, tại thời điểm này, giá heo tăng nhưng nhiều trang trại không còn heo để bán chợ đầu mối heo hơi có khi cháy hàng. Vậy nên, sau thời gian dài để chống chuồng, giảm đàn do thua lỗ, nay thị trường heo hơi khôi phục, giá tăng cao, chăn nuôi có lãi nên người dân tích cực tái đàn đẩy giá heo giống tăng theo. Tuy nhiên, khi tái đàn, người dân cũng cần thận trọng, cân nhắc, tính toán kỹ để vào đàn số lượng hợp lý, giãn đàn phù hợp để tránh ô ạt xuất chuồng cùng lúc, gây dư thừa, thua lỗ. Bên cạnh đó, cần chú ý đến các vấn đề về dịch bệnh, nhất là dịch tả heo châu Phi khi theo dự báo nguy cơ dịch tái phát và lây lan diện rộng sẽ xảy ra trong thời gian tới. Phó Tổng Giám đốc Công ty Chăn nuôi C, P Việt Nam, cho biết năm trước giá heo hơi cũng tăng cao vào thời điểm này, khi đó là do thị trường Trung Quốc khan hiếm, hút hàng, giá tăng cao kéo theo một lượng thịt heo Việt Nam xuất sang biên giới. Nhưng hiện nay, giá heo Trung Quốc đang ở mức rất thấp, chênh lệch khá nhiều so với giá heo Việt Nam. Vì vậy hiện tượng tăng giá hiện nay là do dịch bệnh xảy ra ở nhiều nơi đặc biệt là ở các vùng phía Bắc dẫn đến thiếu hụt cục bộ. Từ đầu năm đến nay, giá heo hơi nhiều lần tăng giá, từ 53.000 đến 54.000 đồng ruột kg hơi tăng dần lên 57.000 đồng trên kg. Mấy ngày nay giá heo tiếp tục tăng đến 61.000 đồng ruột kg. Người chăn nuôi có lãi khá. Theo tính toán của chị Hằng, từ khi thả heo giống đến khi xuất chuồng đạt trọng lượng 100 kg con, đa nào tăng trọng nhanh nuôi khoảng 3 tháng rưỡi, bầy nào tăng trọng chậm nuôi mất 4 tháng. Ông Đàm Duy Đức, Chi cục trưởng chi cục chăn nuôi, thú y tỉnh Yên Bái cho biết, giá thịt heo hơi tăng cao trong thời gian qua do nhiều nguyên nhân. Thứ nhất, do thời điểm trước, giá heo hơi xuống thấp, giá thức ăn tăng cao nên các hộ chăn nuôi hạn chế vào đàn hoặc chuyển sang nuôi các loại gia cầm. Số lượng heo hơi hiện chủ yếu tập trung tại các trang trại chăn nuôi lớn. Thứ hai, giá heo hơi tăng do số lượng heo hơi tại các nông hộ thấp, trong khi các trang trại chăn nuôi lớn trong một thời điểm nhất định phải sử dụng các biện pháp để đảm bảo chăn nuôi có lãi sau một thời gian giá heo sẽ quay đầu. Thứ ba, thị trường tiêu thụ thịt lợn hiện nay tăng cao do nền kinh tế đã phục hồi mạnh mẽ. Các nhà hàng, khách sạn, bếp ăn tập thể đã quay lại kinh doanh nên nhu cầu sử dụng thịt heo tăng. Theo thống kê của Cục chăn nuôi, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, ước tính tổng đàn heo của cả nước tính đến thời điểm cuối tháng 6 khoảng 26 triệu con, tăng khoảng 2,5% so với cùng thời điểm năm 2022 sản lượng thịt heo hơi xuất chuồng 6 tháng đầu năm ước đạt 2 triệu 325.600 tấn, tăng 6,5% so với cùng kỳ năm 2022. Mức giá heo hơi hiện nay bình quân trên dưới 65.000 đồng một kg đã mang lại lợi nhuận cho người chăn nuôi ở mức 10% và mức này tương đối phù hợp. So với các năm trước, với tình hình đàn heo nông hộ giảm sút như hiện nay thì các doanh nghiệp lớn sẽ dễ bể thao túng giá. Nhưng hiện nay nhu cầu tiêu thụ đang thấp, người tiêu dùng có nhiều sự lựa chọn nên giá thịt heo khó có thể tăng cao hơn nữa. Giá heo thời gian tới vẫn có xu hướng tăng do nguồn cung vừa qua sụt giảm, trong khi nhu cầu tiêu dùng cho mùa du lịch và cuối năm tăng cao, vị chuyên gia này cho hay. Trước đó, chia sẻ tại đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, ông Trương Sĩ Bá, chủ tịch hội đồng quản trị BAF Việt Nam, dự báo giá heo hơi trong nước sẽ tăng lên vùng 60.000 đến 65.000 đồng/kg. Ông Phạm Quang Anh, giám đốc trung tâm thông tin hàng hóa Việt Nam, cho biết, mặc dù giá heo hơi đã có sự cải thiện trong quý 2, nhưng vẫn cần một thời gian dài để hồi phục. Bên cạnh việc thiếu hụt nguồn cung, kỳ vọng giá thịt cải thiện trên thị trường thế giới cũng hỗ trợ giá heo hơi của nước ta. Lạm phát dần được kiểm soát, nhu cầu tiêu thụ thịt heo trong nước nhiều khả năng sẽ cải thiện rõ rệt. Kết hợp với việc giá các mặt hàng nguyên liệu thức ăn chăn nuôi hạ nhiệt so với năm ngoái, ngành chăn nuôi nước ta có thể phục hồi đáng kể trong nửa cuối năm nay, ông Phạm Quang Anh nhận định. Theo thống kê của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, trong quý 1 năm 2023, giá heo hơi vẫn ở mức thấp, người chăn nuôi gặp nhiều khó khăn, nhưng đến quý 2 đã tăng khá. Mức cao nhất ở miền Bắc đã lên đến 64, 66.000 đồng một kg, trong khi giá niêm yết của công ty chăn nuôi C. P Việt Nam ở khu vực này đã lên đến 65.000 đồng một kg, tăng đến hơn 15.000 đồng một kg so với đầu năm. Lý giải về nguyên nhân tăng giá đợt này, nhiều chủ trang trại cho rằng khi giá heo hơi xuống thấp, thua lỗ nên nhiều trang trại, hộ chăn nuôi giảm đàn, treo chuồng, do đó Nguồn cung trong nước giảm kéo giá heo hơi tăng trở lại. Dù giá heo hơi đã tăng đáng kể so với những tháng đầu năm nay, nhưng nhìn chung vẫn còn thấp so với các năm trước, nhất là so với năm 2021 khi ấy giá heo hơi có nhiều thời điểm lên đến 80.000 đến 85.000 đồng chốt kg. Trong năm vừa qua, giá heo cũng từng đạt được mức giá khá cao với từ 65.000 đến 70.000 đồng một kg vào hồi tháng 7 năm 2022. Do vậy, người chăn nuôi heo kỳ vọng tới đây giá heo hơi tiếp khởi sắc đồng thời giá thức ăn và các chi phí đầu vào phục vụ chăn nuôi heo được kéo giảm mạnh trở lại. Ông Lương Đức Kiên, phó tri cục trưởng tri cục chăn nuôi và Thuy Bắc Giang cho hay, giá bán các loại vật nuôi tăng mạnh là do nguồn cung giảm. Bởi trước đó chăn nuôi không có lãi nên nhiều doanh nghiệp, hộ dân đã điều chỉnh cắt giảm số lượng vật nuôi. Ngoài ra, thời điểm này đang là cao điểm mùa du lịch nên nhu cầu tiêu dùng sản phẩm tăng mạnh và dự báo tiếp tục tăng trong thời gian tới. Mặc dù giá bán tăng song ông Lương Đức Kiên khuyến cáo người chăn nuôi thận trọng khi tái đàn sao cho phù hợp với nhu cầu thị trường, tránh vào đàn ồ ạt dễ dẫn đến rủi ro. Theo đó, tuy khả năng của mình, các hộ chăn nuôi, doanh nghiệp nếu chưa có hợp đồng đầu ra cho sản phẩm chỉ nên duy trì 70 đến 80% công suất. Hiện giá nhiều loại thức ăn công nghiệp phục vụ chăn nuôi heo ở mức 500.000 đến 550.000 đồng bao 40 kg. Theo ông Nguyễn Văn Nhẫn, chủ cửa hàng thức ăn chăn nuôi Tấn Phát ở huyện Cờ Đỏ, Do giá thức ăn chăn nuôi còn cao và chăn nuôi heo cũng dễ gặp các rủi ro do dịch bệnh nên người chăn nuôi vẫn còn gặp khó khăn và chưa dám đẩy mạnh tái đàn. Do vậy, sức tiêu thụ nhiều loại thức ăn chăn nuôi đang khá chậm. Hiện cả các hộ chăn nuôi heo và những người kinh doanh thức ăn chăn nuôi đều mong các công ty sản xuất thức ăn chăn nuôi tiếp tục có sự điều chỉnh giảm giá mạnh thêm nữa trong thời gian tới, nhất là khi giá nhiều loại nguyên liệu đầu vào phục vụ sản xuất thức ăn chăn nuôi. Hiện, thị phần chăn nuôi heo theo quy mô nông hộ cũng đã thu hẹp dần. Trước đây, Tỷ trọng chăn nuôi nông hộ chiếm tới 70% nguồn cung thịt heo, tuy nhiên con số này hiện đã có hẹp xuống còn khoảng 50%. Tính đến nay, giá heo hơi đã tăng thêm khoảng 20% so với lúc trước. Đây là vùng giá mà các doanh nghiệp và hộ chăn nuôi nhỏ lẻ có lợi nhuận. Một trong những nguyên nhân chính góp phần tăng giá trong thời gian gần đây là do thiếu hụt nguồn cung và sự khởi sắc của thị trường tiêu thụ thịt heo sau một thời gian dài ảm đạm do ảnh hưởng dịch Covid-19. Cục Xuất nhập khẩu Bộ Công thương cũng dự báo, giá heo hơi sẽ tiếp đà tăng. Bên cạnh đó, Việc giá nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi trên thế giới có xu hướng giảm được kỳ vọng sẽ kéo giảm chi phí chăn nuôi trong nước, giúp đông hộ và các chủ trang trại, doanh nghiệp chăn nuôi nói chung, chăn nuôi heo nói riêng từng bước phục hồi sản xuất. Đi theo xu hướng thế giới, giá heo hơi tại Việt Nam tăng mạnh trên cả ba miền nhờ sản lượng heo bán tháo ra thị trường do ảnh hưởng từ dịch ASF đã giảm dần, đồng thời lo ngại về vấn đề dư thừa nguồn cung đã lắng xuống khi các hộ nông dân ngừng hoạt động tái đàn và các doanh nghiệp chăn nuôi lớn chưa có kế hoạch mở rộng quy mô đàn heo. Ông Nguyễn Kim Đoán, Phó Chủ tịch Hiệp hội chăn nuôi tỉnh Đồng Nai, cho biết, ở thời điểm hiện tại, người chăn nuôi đang thở phào vì ngoài xu hướng giá heo tăng thì giá thức ăn lại giảm. Mới nhất vào ngày 14 tháng 6, các doanh nghiệp lớn cung cấp thức ăn chăn nuôi đã có lần giảm giá chính thức thứ hai kể từ đầu năm đến nay với mức giảm bình quân 300 đến 400 đồng/kg lần, tùy loại. Đây là thông tin rất tích cực vì so với hồi đầu năm các doanh nghiệp cung cấp thức ăn chăn nuôi chỉ giảm giá thông qua các hình thức khuyến mại. Vừa rồi là bản cập nhật thông tin chi tiết giá heo hơi ngày 11 tháng 7 năm 2022 được đăng tải trên kênh Giá heo 24 giờ. Cảm ơn các bạn đã xem video và đừng quên đăng ký kênh để cập nhật những video mới nhất của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại những video tiếp theo.